Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay tay. Vận may không biết là đến với mình không. Hôm nay thì mình sẽ đi lấy thẻ God. Và hiện tại thì mình có 40 thẻ God. Chúng ta sẽ cùng trang bị cây MSG90bit vào kiếm thẻ God xem nó có hên xui gì không. Ok, thì mình sẽ vào một cái bot, vào chế độ gì ta, có bản giống bay. Rồi, map Phượng Hoàng thôi. Ok, chúng ta sẽ đi ải thường xem nó như thế nào. Trước mình toàn đi ải khó cơ. Cái định mệnh nó đéo ra. VL. Và cái ạc này thì quay cái vòng quay quà VIP. Còn nguyên mỗi cây gì ta. Cái định mệnh. Thôi em té đây. Còn cái cây M4 quái thú vô hình là chưa ra. Còn lại thì ra hết rồi. Đáng lòng. Đấy, thông tin thì mình sẽ cho các bạn xem. Đáng nhẽ những ai mà đã đặt mua trước thì khỏi quay vòng. Bây giờ quay vòng thì nó là tốn kém. Đấy, còn cái khẩu đấy thôi. Khẩu đấy thì còn tầm 5.180 kim cương nữa là ra. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi, mong là đừng có vào gần trong trận nha. Định mệnh chơi khắm lọ VL. Rồi, ok. Thẻ GP, cái định mệnh thẻ GP cái gì nhỉ? Mới vào được ngay cái thẻ GP và BCAC. Đến thế à rồi. Cắt link manga. Đùa bố à? Anh em ơi, đừng có bắn cái đồng trong kia. Mình đang kiếm thẻ God, DM, các thím. Chơi luôn rồi. Quỳ luôn rồi. Thắm thế à rồi. Bọn này nó bắn luôn rồi ạ. Các bạn bình tĩnh. Để mình kiếm cái thẻ gót 20 thiên phú này. 20 điểm thiên phú. Phiếu giảm. Phiếu 2.000 tin thông. Lựu đạn Ares VL. Nó chạy nhanh quá. Mình chưa kịp nhìn cái gì luôn ạ. Bọn này nó từ từ thôi. Búa hơi 30 ngày đi thôi. Vãi của búa hơi 30 ngày ạ. AWMB thẻ GP. Úi dồi, ra hộ mình cái. Toàn cái gì đâu không à. Chúng ta cứ từ thôi. Đứng đây là mút hàng thôi. 20 thiên phú. Thiên phú nó cũng rất là ngon. Nếu mà được thiên phú thì cũng là tuyệt vời. Lựu đạn dùng bay. Trời ơi, ra lựu đạn dùng bay liên tùng tùng. Bảo em sống sao đây. Úi dồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Chất linh manga 30 ngày. Thấm thế à rồi. Admin ơi, mình không có chơi thẩm du nên đừng có cho gắt linh làm gì. Đấy, lựu đạn thì mình cũng không chơi ném bom. Cho mấy cái đấy mình không xài. Trời ơi, cho toàn phiếu 2.000 tin thông gì gì đấy. Lựu đạn zoom bay 30 ngày. Cái định mệnh. Hạc này không đi zoom bay. Cho lựu đạn zoom bay cái mắm gì mà cho nhiều ấy nhở. Cạn lời. Được thẻ HP. Thôi xong rồi. Chán đấy nhờ. Chúng ta sẽ phát ra vào lại. Thì mọi. Còn 17 thẻ thôi. Sorry bạn chủ ạc nhá. Nếu mà không ra. Khắm như mắm ấy. Mong là phát tiếp theo là có. Trời ơi. Số tôi luôn luôn là. Nó đen thế anh em ạ. Đen thôi. Đỏ quên đi. Rồi được. Phiếu. Tinh thông các kiểu rất là nhiều mà khắm thật. Rồi chúng ta sẽ đi khó đi xem nó ra không. Khó để nó bắn lâu hơn. Dễ quá, bọn này nó qua nhanh cực. Ủa, nó tới đây rồi ạ. Đùa. What the hơi. Cái khẩu đua TMP cái đấy mới ngon anh em ạ. Cái đấy đi range phê lắm. Các bạn cày range thì các bạn bật chế độ sấy chùm lên. Nó phải gọi là kêu một người trong một nốt nhạc. Zoom bay nó cũng thế thôi. Như nhau hết. Và arc này là hình như là ở bên clan Evengers mà sao không biết là sao không trong clan Evengers nhỉ. Chắc bị đuổi rồi. VIP 7 mà bị đuổi thế này thì khắm lắm. Cái định mệnh sao toàn phát ra vào lại này.
Các bạn đợi mình một lát để mình tìm phòng nha. Ok, cuối cùng mình cũng tìm được phòng. Nãy giờ đi la liếm phòng mà tìm mãi không ra. Chán hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem 17 mảnh cuối có xem ra không nha. Ui, mới vào, ngay là M4 Ultimate Gold với lại GP, ôi Diego này. Thắm thế. Lượng đạn Ares. Toàn cho cái tím tím thôi. Toàn vật phẩm phiếu gì, trời ơi Gatling. Cho nhiều mấy cái đấy mình có xài đâu. Lựu đạn cho bại, trời ơi. Cho toàn phiếu tăng điểm súng ấy. VL, thật là VL. Thật là VL. Búa hơi 30 ngày. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, bạn chủ hạc ơi. Đen cho bạn rồi. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng con gót thì nó sẽ không hiện trong kho đồ của bạn. Đen. Còn 7 phiếu thôi. Cái định mệnh bố ơi. Mày đùa bố à? Dạ. Man. Ủa đi ego với lại thôi xong rồi. Nó ra liên tục tục. Mà nó ra toàn cái thứ gì ấy. Thắm vờ lờ. Trời ơi Gatling manga. Sau vụ này thì Gatling với lại DE với các kiểu nó đầy kho đồ. Ngập tràn kho đồ. Tha hồ mà đeo súng. Ủa, thôi xong rồi. Toàn ra linh tinh ạ. Rồi bây giờ còn hai thẻ cuối. Thôi em biết là số em chỉ có thế thôi. Em cũng không cầu nguyện nữa làm cái gì. Ủa, cho em ra cái định mệnh. Gì ta? Nhanh nào ra phát cuối để mình té nào. Ủa, bọn này nó ép người. Vãi cả xoài. Còn một cái cuối mà nó không ra nốt. Mệnh. Rồi. Vẫn còn một phiếu này. Đùa. Rồi hết rồi. Ok thì eo ra. Và chúng ta nhận được toàn đồ tím. Nhưng không phải là Ghost. Đen. Số đen quá. Rồi, chỉ có thể là đen thôi. 40 mảnh thì khó ra nhở. Đôi khi hên hên lại 10 mảnh nó lại ra. Khám lắm. Rồi chúng ta được thiên phú các kiểu. Đen thế à rồi. Em đi không ra. Chịu rồi. Sắm quá được 40. Được x4 cái này luôn. Ui. Ta thế không mở mở được x2 nữa. VL. Cái này 2000 luôn này. Tở VL x8 luôn. Vãi. Sao không nhận x2 nhỉ? Cái này mở có xác suất x2 rồi 16.000. Tha hồ mà cộng. Còn bên này thì thiên phú tận 94 luôn này. Tha hồ mà cộng. Phê chưa? Nhưng gót thì éo có. Thôi, thay vì không có gót thì các bạn sẽ cộng vào cái này thì nó cũng đỡ bớt một tí. Anti-flat. Định mệnh. Anti-flat. Đào anti-flat nhỉ? Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Hỏi ạc này nhiều VIP quá nhưng thiếu gót thôi. Định mệnh đen. Thanh niên này không có số hưởng với boss rồi. Đen cho bạn rồi.